cô mến chào các em đến với tiết ôn tập diễn ra giữa học kỳ 2, môn lịch sử địa lý 6, phần lịch sử. Sau một thời gian học tập, thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra giữa học kỳ 2 vào tuần số 9. Và sau đây là các nội dung trọng tâm của phần ôn tập. Và hình thức kiểm tra sẽ kết hợp vừa trách nhiệm và tự luận. Cô nghĩ đây là một hình thức kiểm tra mà các em đã rất quen thuộc rồi. Trong phần trắc nghiệm sẽ gồm có 4 điểm, 16 câu, mỗi câu 0,25 điểm. Còn phần tự luận 6 điểm, gồm có 4 câu. Đây là nội dung quan trọng nhất của bài kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. Cho nên cô hy vọng các bạn sẽ học thật kỹ những câu tự luận. Và sau đây chúng ta sẽ đến với thời gian làm bài. Các bạn sẽ làm bài trong vòng 60 phút. Nội dung của bài kiểm tra giữa học kỳ 2 lần này sẽ là các cuộc đấu tranh gói gọn trong bài số 18. Các bạn chúng ta sẽ đến với những nội dung cụ thể như sau. 1. Đó là tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. 2. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Lý Bí và nước Tận Xuân năm 542 đến năm 602. 3. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 713 đến năm 722. 4. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. Và 5. Các bạn sẽ nhận xét về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta. Sau đây, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu những nội dung trọng tâm. Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248. Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh. Trong các thư tịch cổ và truyền thuyết dân gian, Bà Triệu thường được miêu tả là người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thường mặc áo sắc vàng, đi vút ngà, thổi còi mà chiến đấu, rất oai phong và lãnh liệt. Tương truyền, có người khuyên bà lấy chồng, thì bà Triệu đã thẳng thắn nói rằng: "Tôi chỉ muốn cưỡi gió đạp sông, chém cá kinh lớn ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm. Há lại bắt chước người đời cúi đầu không lưng, làm tùy giết kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?" Vào thời điểm đó, thì nước ta bị nhà Ngô đô hộ. Dưới áp thống trị tàn bạo của nhà Ngô, thì đến năm 248, tại vùng Cửu Chân, Thanh Hóa, khu vực núi Nưa, các bạn chúng ta có thể dễ dàng quan sát trên lục đồ, Bà Triệu đã dựng cờ khởi nghĩa. Và từ căn cứ núi Nưa, nghĩa quân đã đánh phá các thành ấp của bọn quan lại đô hộ ở Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Sao Châu. Thậm chí, trong sử sách của nhà Ngô cũng đã có một câu ghi nhận về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, đó là năm 248, toàn thể Sao Châu đều rúng động. Nhà Ngô đã rất lo sợ, vội cử quân sang đàn áp. Sau đó, thì nhà Ngô đã cử tướng Lục Dận cầm đầu thêm hàng vạn quân qua đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Dù chiến đấu hết sức anh dũng, nhưng do lực lượng của chúng ta với quân giặc quá chênh lệch, nghĩa quân đã bị tiêu diệt và Bà Triệu đã hy sinh trên núi Tùng ở Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa ngày nay. Tuy cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu đã thất bại, tuy nhiên nó đã đem lại một ý nghĩa cũng rất là to lớn với các em, đó là không chỉ làm rung chuyển chính quyền đô hộ mà còn góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, tạo đà cho các cuộc khởi nghĩa sau này. Sau đây, cô mời các bạn cùng quan sát lại phần nội dung ghi bài của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Giữa Lý Bí và nước Tận Xuân năm 542, năm 602. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại về tiểu sử của nhân vật Lý Bí.
Lý Tý tên thật là Lý Uôn, xuất thân trong một gia đình hào hiển ở Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Một thời, ông có ra làm việc với chính quyền đô hộ, nhận một chức quan đó là kiểm soát quân sự ở Thủ Đức, Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay, và là một người yêu nước và thiên dân, góp tình với đại lĩnh đô hộ. Ông đã sớm từ quan về quê ở Thái Bình. Lý Tý đã nhanh chóng liên kết với các hào kiệt các châu thuộc miền Bắc giao cho nước ta ngày nay, nổi dậy chống lại nhà Lương. Và theo sử cũ của Việt Nam thì thủ lĩnh huyện Tiên Viên ngày nay là một huyện thuộc nội thành Hà Nội là Chữ Túc, và con trai là Chữ Văn Phục đã phục tại nước Lý Bí và đem quân đi theo. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về lực đồ của cuộc khởi nghĩa này. Mời các bạn cùng quan sát cho cô ô chữ thức nằm phía góc dưới bên tay phải. Năm 542, Lý Tý nổi dậy khởi nghĩa ở Thái Bình, nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều các hào kiệt, và cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan rộng ra khắp toàn bộ Giao Châu. Các bạn chúng ta sẽ thấy là cờ giành được chính quyền đã trải dài từ Thái Bình cho tới Tiên Viên, Ái Châu và Đức Châu. Lúc bấy giờ thì bọn quân lính nhà Lương đóng tại thành Đông Biên đã hoảng sợ rút quân về nước. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 542 thì nhà Lương lại đem quân sang đàn áp nước ta lần thứ nhất, và lần này thì Lý Tý đã kịp thời phản công đánh bại lại nhà Lương, và chúng ta giải phóng tiếp được Hoàng Châu. Đầu năm 543, nhà Lương đã tiến hành đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Lý Tý lần thứ hai, và lần này Lý Tý đã nhanh chóng cho quân đóng tại khu vực biên giới và chỉ đợi thời cơ chúng ta đã phản công đánh lại nhà Lương và giành được thắng lợi hết sức to lớn. Quân lính nhà Lương đi 10 phần, chết hết 7-8 phần, và các tướng giặc đều bị bại trận tại chỗ, và cuộc khởi nghĩa của chúng ta hoàn toàn giành được thắng lợi. Và sau khi cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi, Lý Bí lên ngôi vua, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, thành lập triều đình ở vùng cửa sông Tô Lịch, xây chùa Túc Tiền Viên. Ý nghĩa của việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế, hiệu là Lý Nam Đế, đã khẳng định rằng ý thức của Lý Nam Đế lúc bấy giờ đã là Trung Quốc có hoàng đế thì nước Vạn Xuân cũng có hoàng đế, thể hiện sự ngang bằng, không thua kém gì so với Trung Quốc. Và vì ý nghĩa mà Lý Bí đặt trên nước là Vạn Xuân, có nghĩa là mong muốn đất nước luôn được mở mùa xuân, nhân dân được ấm no và hạnh phúc. Và các em chúng ta cũng đã biết, chính là Lý Bí là người đã thấy được những cái khu vực thuận lợi ở vùng cửa sông Tô Lịch để xây dựng cho mình một kinh đô riêng. Và các bạn chúng ta cùng quan sát lại phần ghi bài của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Trong nội dung kiểm tra lần này, cô sẽ chỉ gói gọn cho các bạn giai đoạn từ năm 542 đến năm 544. Ở những giai đoạn sau thì các bạn chúng ta đã được nghe giáo viên giảng bài trên lớp. Ở nghĩa Mai Thúc Loan từ năm 713 đến năm 722, Mai Thúc Loan sinh ra ở làng Mai Phụ trong một gia đình rất nghèo khổ, và ngay từ nhỏ ông đã phải cùng với mẹ đi chăn trâu kiếm củi phục vụ cho những gia đình giàu có ở trong vùng. Và do ông có một nước da ngâm đen nên sau này người dân còn gọi ông là Mai Hắc Đế, có nghĩa là vua đen họ Mai. Cô mời các bạn cùng quan sát lược đồ cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan
và các phần ký hiệu chú giải. Và đây là chân dung của vị anh hùng dân tộc Mai Trúc Loan. Năm 713, tại thành Hang Châu, Hà Tĩnh ngày nay, Mai Trúc Loan đã mở dậy khởi nghĩa chống lại chính quyền đô hộ của nhà Đường. Và từ Hang Châu, khởi nghĩa đã nhanh chóng lan rộng ra khắp các châu huyện và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ nhân dân. Trên lục đồ, các bạn chúng ta có thể thấy những nơi đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa Mai Trúc Loan gồm có Lao Châu, Trường Châu, Ái Châu, Nhĩ Châu, Hoàng Châu và Phúc Lộc Châu. Bên cạnh đó, cuộc khởi nghĩa của Mai Trúc Loan còn nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ nhân dân ở hai quốc gia, đó là Trung Lạc và Jamba, do là hai nước sát với biên giới của nước ta bấy giờ. Mai Trúc Loan đã chọn vùng Sa Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để xây thành Phận An, và tại đây ông Xuân Đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế. Từ thành Phận An, nghĩa quân đã tiến quân ra Bắc, đánh chiếm thành Tống Bình, Hà Nội ngày nay. Lúc bấy giờ, tên quan đô hộ là quan sở khách đã hoảng sợ chạy trốn về Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 722, thì nhà Đường đã phái 10 vạn quân sang đàn áp. Chính vì vậy, cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt. Và cuộc khởi nghĩa Mai Trúc Loan đã thành và giữ chính quyền độc lập trong vòng 10 năm. Tuy cuộc khởi nghĩa của Mai Trúc Loan đã bị đàn áp, tuy nhiên cũng đã để lại một ý nghĩa rất to lớn, đó chính là lòng yêu nước. Thứ hai, đó là tình đoàn kết. Và thứ ba, đó chính là sự độc lập, nền độc lập của nhân dân ta đã được giữ vững trong vòng gần 10 năm. Nội dung ghi bài của cuộc khởi nghĩa Mai Trúc Loan, các bạn chúng ta cùng xem lại với cô nhé. Sau đây, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu tiếp cuộc khởi nghĩa cuối cùng, đó là cuộc khởi nghĩa Trần Thông vào khoảng thế kỷ thứ 8. Lược đồ cuộc khởi nghĩa Trần Thông là trung dung của nhân vật. Trần Thông là con nhà Hầu Phú, quê ở làng Mường Lâm, Hà Nội ngày nay, nổi tiếng với sức khỏe phi thường, có thể vật trâu và đánh hổ. Tuy sinh ra trong một gia đình hầu thưởng giàu có, nhưng Trần Thông lại là người có lòng yêu thương, rất yêu thương mọi người. Khi nhân dân gặp những lúc hạn hán và mất mùa, Trần Thông đã trích ra một phần lương thực của nhà mình và phân phát cho nhân dân ở xung quanh vùng. Chính vì vậy, mọi người đều rất yêu thương ông và đều gọi ông là bố cái đại vương, có nghĩa là cha mẹ của nhân dân. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, Phùng Hưng đã hợp cương khởi nghĩa cách và nhanh chóng làm chủ vùng đất Trường Lâm. Cuộc khởi nghĩa được hưởng ứng rất nhiệt tình từ nhân dân ở các vùng xung quanh. Sau đó, việc Phùng Hưng đã chiếm được thành Tống Bình. Tên đô hộ lúc bấy giờ đang đóng tại thành Tống Bình tên là Cao Kính Bình, sợ quá sinh bệnh mà chết. Khi Phùng Hưng qua đời, con trai ông đã Phùng An lên nối nghiệp cha. Sau đó, thì nhà Đường đem quân sang đàn áp, dập tắt cuộc khởi nghĩa. Đây chính là nội dung của cuộc khởi nghĩa Trần Hưng. Và câu hỏi cuối cùng trong đề thi ôn tập phần lịch sử, đó là em thể hiện phép về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta trước thế kỷ 10. Đây được xem như là một câu hỏi tổng kết lại tất cả những nội dung mà các em đã từng được học trong bài số 18.
chúng ta có thể thấy là cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta đã diễn ra rất là nhiều, với một tinh thần đó là sôi nổi, quyết liệt và bền bỉ. Bên cạnh đó thì những cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ này đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, và những nội dung trên đã chứng tỏ một điều rằng tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và đoàn kết đấu tranh của người Việt. Và cô chúc các em sẽ thi thật tốt. Cô tạm biệt các em.